tiện lợi và di động. Một trong những ưu điểm lớn nhất của tablet là kích thước màn hình. Nhờ đó, thiết bị này mang lại trải nghiệm đã mắt hơn hẳn khi đọc sách báo, lướt web hoặc xem phim, nhưng hưởng lợi nhiều nhất có lẽ phải kể đến những ai mê game. Với màn hình cực lớn, việc quan sát, bao quát chiến trường trong những pha combat dàn trận sẽ hết sức thuận tiện. Lợi thế này cũng biến tablet thành một trong những thiết bị phù hợp cho việc dạy và học cho trẻ nhỏ. Cũng chính nhờ màn hình lớn Tablet có thể được trang bị thời lượng pin khủng hơn nhiều so với smartphone. Thông thường, thời lượng hoạt động của tablet vượt trội hơn hẳn so với điện thoại vì hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái từ 1, 2 ngày ở cường độ cao. Bên cạnh đó, tablet đang ngày càng sở hữu mức giá hấp dẫn hơn, hiện chỉ với tầm 4 triệu đồng, người dùng đã có thể chọn cho mình một chiếc tablet với màn hình từ 8 đến 10 inch, cấu hình khá, chạy mượt các tựa game phổ biến, pin trâu, thậm chí có cả loa kép cùng thiết kế bắt mắt lại gọn nhẹ tiện mang theo mọi lúc mọi nơi. Đơn cử như Lenovo Tab 48, dù giá bán lẻ chỉ 3.69 triệu đồng nhưng được trang bị thiết kế rất ưa nhìn với mặt lưng phủ nhung, màn hình HD IPS 8 inch sáng rõ, vi xử lý Snapdragon 425 cho hiệu năng ổn định cùng nhiều tính năng thú vị như loa kép Dolby Atmos, hỗ trợ 2 SIM 4G LTE, cho phép kết nối internet và nghe gọi, gửi tin nhắn SMS như smartphone. Sở hữu RAM 2GB Bộ nhớ trong 16GB có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài tối đa 64GB cùng CPU snapdragon 425. Lenovo Tab 48 chiến tốt hầu hết các tựa game phổ biến hiện nay như Liên Quân Mobile, Free Fire, CrossFire, Legends. Ngay cả trong những pha combat, đập trụ, bắn lính nảy lửa với số lượng quái đông đảo, Tab 48 vẫn xử lý hết sức mượt mà, ổn định. Màn hình HD cộng với hệ điều hành Android 8.1 giúp máy có được hiệu năng rất ổn, tốc độ phản hồi nhanh chóng các thao tác mở ứng dụng, chuyển đổi đa nhiệm liền mạch. Đáng chú ý khi Tab 48 còn là một trong những Tab LED hiếm hoi dưới 4 triệu được trang bị cặp loa kép với kích thước lớn, bố trí ở hai đầu trên dưới. Tích hợp công nghệ Dolby Atmos mang lại hiệu ứng đa kênh đã tai nhất là khi xem phim, chơi game, nghe nhạc. Máy còn có chế độ trẻ em chuyên biệt để các bậc phụ huynh thiết lập khu vực riêng cho trẻ nhỏ, kiểm soát nội dung phù hợp với trẻ, đồng thời lập lịch bật và tắt máy để có thể kiểm soát toàn bộ những gì trẻ sử dụng. Viên pin dung lượng 4850mAh của Lenovo Tab 48 có thể trụ được cả ngày sử dụng với cường độ cao. Thời gian sáng màn hình, on screen, từ 7, 8 tiếng. Ngoài Tab 48, một lựa chọn khác cũng rất đáng chú ý là chiếc Lenovo Tab -E 10 Sản phẩm hướng đến đối tượng cần màn hình lớn lên tới 10.1 tinh để có trải nghiệm thoải mái và toàn cảnh hơn. Rất thích hợp cho trẻ nhỏ hay người lớn tuổi. Các thông số gần như tương tự Tab 48 như màn hình HD, RAM 2GB bộ nhớ trong 16GB, pin 4850 mà với mức giá mềm hơn ở mức 3.99 triệu đồng. Vì xử lý của TABE10 là Snapdragon 210, vẫn đủ để cân ổn các tựa game như Võ Lâm Truyền Kỳ, Liên Quân Mobile ở mức thiết lập vừa phải, đồng thời đảm bảo hiệu năng mượt mà. Rõ ràng, người sử dụng có thêm nhiều lựa chọn với kích cỡ màn hình khác nhau, không những phục vụ những nhu cầu công việc mà còn giúp cho bạn những phút giây thư giãn, giải trí mà không cần cân nhắc quá nhiều về chi phí.